Thưa quý vị, bão số 1 có tên quốc tế là Talim được dự báo gây ảnh hưởng và thiệt hại tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Tuy nhiên, sau khi đổ bộ vào Trung Quốc thì cơn bão đã gây thiệt hại nhất định cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ghi nhận tại các tỉnh phía Nam như Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cà Mau có mưa lớn kèm theo dông lốc và gió mạnh trên biển. Trên địa bàn xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang trưa nay xảy ra lốc xoáy lớn làm sập nhà chờ tại bến cảng cặp tàu cao tốc, khiến cho một du khách tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương. Cơn bão cũng đã khiến hơn 100 ngôi nhà bị sập đổ tốc mái. Đang đổ dốc đèo Khánh Lê qua huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, xe chở đoàn khách Trung Quốc đã bất ngờ gặp sự cố lật nhào khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ việc xảy ra vào chiều nay ngày 18 tháng 7. Xe khách mang biển số Hà Nội chạy trên quốc lộ 27C theo hướng Đà Lạt về thành phố Nha Trang. Khi đổ dốc đèo Khánh Lê qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh thì bất ngờ đâm vào ta luy bên đường rồi lật nhào. Vụ tai nạn làm 4 người chết và nhiều người bị thương. Lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh cho biết là ngay khi tai nạn thì cảnh sát giao thông và lực lượng y tế cứu hộ đã đến hiện trường. Những người bị thương được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hùng, 49 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai, 8 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, bị cáo Hùng và vợ cùng sống chung tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Quá trình sống chung cả hai thường xảy ra mâu thuẫn. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, do bực tức chuyện vợ mình đi ăn nhậu nên Hùng đã mua khoảng 2 lít xăng đổ lên đầu và châm lửa đốt vợ, nhưng nạn nhân bỏ chạy được. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã đến công an tố cáo về hành vi và Hùng bị bắt ngay sau đó. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang điều tra vụ việc nhóm đối tượng lao vào đánh hội đồng và dùng dao đâm một thanh niên vì cho rằng nhìn đều. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Long Trì, huyện Châu Thành. Nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường nhưng nhóm thanh niên đã tẩu thoát. Theo hình ảnh được camera ghi lại, vào ngày 16 tháng 7, một nhóm thanh niên khoảng 7 người đi xe máy đến một sân bóng cỏ nhân tạo trên địa bàn xã Long Trì ngồi xem đá bóng. Cả nhóm đã dùng dao lao vào tấn công một thanh niên đang ngồi xem đá bóng. Thanh niên sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Và theo thông tin ban đầu, nhóm nghi can thường trú tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thông tin mới nhất về vụ cha dượng hành hạ bé trai 14 tuổi tại An Giang. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Hòa, trú tại xã Tịnh Biên về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, Hòa sống chung với mẹ ruột của nạn nhân từ năm 2020. Trong quá trình sinh sống, do cháu bé không nghe lời nên Hòa đã tức giận và thường xuyên đánh cháu bé gây thương tích. Đỉnh điểm là vào đầu tháng 7 vừa qua, Hòa đã lôi cháu bé vào bếp dùng bật lửa đốt vùng kín của cháu bé gây thương tích. Nạn nhân quá lo sợ nên không nói cho ai biết. Và đến ngày 15 tháng 7, chú của cháu bé phát hiện sự việc nên đã đến công an địa phương trình báo. Lại có thêm một vụ dùng chiêu trò mê tín dị đoan để lấy lòng tin rồi lừa đảo hàng trăm triệu đồng của nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng trên đã lừa một nạn nhân trú tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam với số tiền là hơn 300 triệu đồng để làm lễ giải hạn cầu tài lộc. Công an huyện Lý Nhân đã phối hợp với các lực lượng điều tra bắt giữ 8 đối tượng trên tại một chung cư thuộc phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tăng vật thu giữ 230 triệu tiền mặt, 8 máy tính, 15 điện thoại di động. Điều đáng chú ý là nhóm đối tượng đã lập trang mạng xã hội Facebook Zalo với tên Thầy Thế để lừa đảo nhiều người với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Sau đây là nội dung chi tiết bản tin. Thưa quý vị, hôm nay tại tỉnh Đắk Nông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023. Tham dự hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ. Hội nghị đã nghe các chuyên gia đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình bày các chuyên đề về các vấn đề mới nổi lên liên quan đến công tác nhân quyền như công tác thông tin đối ngoại về quyền con người và quyền của người lao động trong các công ước, điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết và công tác nhân quyền trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 đã thể hiện sự tín nhiệm của bạn bè, cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.
Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực của Ban Chỉ đạo Nhân quyền 63 tỉnh, thành phố, công tác nhân quyền đã chuyển động mạnh mẽ với những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn không ít những tồn tại và hạn chế. Do vậy, cần thẳng thắn nhìn nhận, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền ngay tại cấp cơ sở. Trong đó cần chú ý đến các giải pháp chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình hình cho cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền. Sáng nay, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 và tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 02 của Bộ trưởng Bộ Công an về tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân trong tình hình mới. Từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 14 tháng 6 năm 2023, toàn quốc xảy ra 881 vụ cháy, làm 45 người tử vong, bị thương 43 người, tài sản thiệt hại ước tính 87,15 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn quốc xảy ra 34 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, chủ yếu xảy ra tại nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an các đơn vị địa phương chủ động công tác tham mưu, có nhiều giải pháp phù hợp để giải quyết hiệu quả và đổi mới các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thực tiễn, quyết liệt tổ chức tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy cho các tổ chức doanh nghiệp. 6 tháng cuối năm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp công tác chuyên môn, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra về phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh công tác hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tiếp tục xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực, tổ chức điều tra xử lý vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của các bộ ngành trong công tác phòng cháy chữa cháy để tổ chức hướng dẫn các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy cho các tổ chức doanh nghiệp. Thưa quý vị, các thế lực thù địch phản động vẫn đang kiên trì với các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để gia tăng sự chống phá đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để từ đó gây mâu thuẫn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vậy làm sao có thể nhận diện được những thủ đoạn của các đối tượng để từ đó đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa? Đây sẽ là nội dung kỳ 2 của tiểu mục Nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay qua phần trình bày của biên tập viên Nam Hà. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn khẳng định dân tộc và tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt. Vậy nên thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo là góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, đối với các thế lực thù địch phản động, vấn đề dân tộc tôn giáo lại luôn là một thứ vũ khí đặc biệt để chúng xuyên tạc, vu khống, kích động, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau đây là một số thủ đoạn phổ biến mà chúng thường lợi dụng. Thứ nhất, đó là các đối tượng thường lợi dụng thủ đoạn truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm hình thành tư tưởng ly khai cực đoan. Lý do là bởi Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay vẫn còn tồn tại không ít khó khăn. Dê sùa, bà cô dợ, tin lành đề ga, Đức Mẹ hiện hình và tin lành Đấng Christ Việt Nam, nhân quyền người thượng, hay Hội Ái hữu Khmer Campuchia Krom. Tất cả những tổ chức bất hợp pháp trên đều khoác lên mình tấm áo tôn giáo, được giật dây bởi những đối tượng phản động đang sống lưu vong ở nước ngoài. Ngoài việc công khai hóa hoạt động, số đối tượng này bí mật thu thập thông tin về vấn đề dân tộc tôn giáo trong nước, sau đó gửi ra nước ngoài với nội dung xuyên tạc, vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, đàn áp tôn giáo tại các diễn đàn quốc tế. Viện cớ hoặc núp bóng vấn đề tôn giáo dân tộc, các thế lực thù địch phản động đã tăng cường hậu thuẫn về mặt kinh tế, đường hướng hoạt động cho không ít cá nhân trong nước, hoạt động với mục đích xuyên tạc, leo lái một số thông tin trong nước để chuyển hướng thành các vấn đề dân tộc, tôn giáo. Đây chính là thủ đoạn cổ vũ các hành vi vi phạm pháp luật và tiến hành các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Sự việc diễn ra ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại Ủy ban Nhân dân xã Ea Cơ Tu và Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk được cơ quan điều tra xác định là vụ án khủng bố. Vậy nhưng, những kẻ chống phá, sống lưu vong như Nguyễn Văn Đài lại xuyên tạc và coi đây là cuộc khởi nghĩa của người thượng, vu khống rằng Việt Nam đàn áp tôn giáo, phân biệt, gây chia rẽ các sắc tộc ở Tây Nguyên.
Rất nhiều người cũng đã chia sẻ tán phát những cái thông tin thiếu chính xác và chưa được cái cơ quan chức năng kết luận. Đồng thời nó cũng có nhiều người vì cái mục đích cá nhân và có cái mục đích sống chính quyền. Không chỉ khoác lên tấm áo dân tộc tôn giáo cho những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam, các đối tượng thù địch phản động còn lấy đó làm bình phong để đẩy mạnh thủ đoạn xuyên tạc vấn đề đất đai, chính sách kinh tế nhằm công kích đảng, nhà nước, công kích chế độ. Quy chụp, thổi phồng một số vấn đề tiêu cực trong xã hội hay là lợi dụng tình hình tranh chấp khiếu kiện đất đai đơn thuần để kích động gây rối hoặc thậm chí là nhằm mục đích chính trị hóa, quốc tế hóa. Dù là vi phạm cá nhân hay một nhóm người thì chúng đều lồng ghép vào vấn đề đất đai, chính sách kinh tế với vấn đề dân tộc, tôn giáo. Liên quan đến một số vụ việc trên, truyền hình Công an Nhân dân đã ghi nhận được một số ý kiến. Ở Mỹ, mỗi ngày vẫn có những người theo đạo vi phạm pháp luật. Chuyện đó là điều bình thường vì đất nước Mỹ có rất nhiều tôn giáo và họ cũng là công dân Mỹ. Việc họ vi phạm pháp luật là vấn đề cá nhân, không liên quan gì đến tôn giáo hay chính sách của nước Mỹ. Tôi nghĩ ở Việt Nam cũng vậy, không nên lồng ghép các vấn đề lại với nhau. Điển hình như vụ việc xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, mặc dù đây không phải là cơ sở tôn giáo, các bị cáo trong vụ cũng không phải là tu sĩ của các tôn giáo, nhưng một số tổ chức, báo, đài có tư tưởng thù địch với Việt Nam như Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển, VOA, RFA đã triệt để lợi dụng cái vụ việc này để tuyên truyền xuyên tạc nhà nước Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo. Mặc dù các cơ quan chức năng đã vạch trần hành vi vi phạm pháp luật chống phá đất nước của một số tổ chức cá nhân núp trong vỏ bọc dân tộc tôn giáo, tuy nhiên các thế lực thù địch phản động lại lấy những vụ việc đó là cái cớ, là lý do để xuyên tạc, vu cáo chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm kiếm cớ can thiệp vào chính trị nội bộ, tạo sức ép và mặc cả trong các quan hệ đối ngoại. Từ năm 2004 đến năm 2006, các phần tử phản động người Việt Nam luôn giáo diết tác động tới Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW có trụ sở ở Mỹ để thông qua các báo cáo, các nghị quyết, thông cáo, phúc trình có nội dung xuyên tạc làm cho cộng đồng quốc tế hiểu sai về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Vậy nên, báo cáo thường niên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ trong các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022 đã có những nhận định thiếu khách quan và xuyên tạc trắng trợn về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đặc biệt, gần đây nhất, tháng 12 năm 2022, dựa trên những thông tin một chiều, phiến diện, thiếu khách quan, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Việt Nam vào cái gọi là danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Gần đây nhất, khi Ban Tôn giáo Chính phủ ra mắt sách trắng tôn giáo, lập tức nhiều tổ chức, cá nhân phản động và một số đài báo, trang tin nước ngoài thiếu thiện chí đã có bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, hậu thuẫn cho các hoạt động vi phạm pháp luật của một số chức sắc tín đồ tôn giáo cực đoan ở Việt Nam. Trong khi đó, việc Việt Nam công bố sách trắng tôn giáo được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Hôm nay cũng có cái thông tin của giáo hội của chúng tôi. Và tôi cũng thấy là cái thông tin này rất là bổ ích để cho những người khác mà đang tìm hiểu hoặc các tôn giáo khác đang có tò mò về giáo hội của tôi, họ có thể biết về giáo hội của tôi qua cuốn sách trắng này. Không một cá nhân, tổ chức tôn giáo nào hoạt động theo đúng pháp luật mà bị ngăn cấm. Điều này thật là tốt. Các bạn đã cụ thể trong cuốn sách trắng và công bố với toàn thế giới. Điều này không phải nước nào cũng làm được. Ở tất cả các nước, châu Âu văn minh tiến bộ thì không đúng pháp luật cũng đều bị pháp luật xử lý trừng trị, không nói về Việt Nam. Và qua đó chúng ta khẳng định là những cái nhận định ở đâu đó của các tổ chức phi chính phủ, của Bộ Ngoại giao Mỹ, của Nghị viện châu Âu là hoàn toàn sai lệch. Với tư cách là một người tu hành, tôi khẳng định là như vậy. Phải khẳng định rằng các thủ đoạn trên là không mới, tùy tính chất, tùy từng giai đoạn, những thủ đoạn trên lại được biến đổi tinh vi dưới các vỏ bọc, hình thái khác nhau. Trong đó, chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của nền tảng số, sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho hoạt động quảng cáo, đầu tư, tài trợ vào các chương trình truyền thông, trang mạng xã hội, vào các Facebook hay là các blog và một số báo đài phương Tây để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, vu cáo.
Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc tôn giáo ở nước ta không ngừng được cải thiện, nâng cao. Các lực lượng chức năng đã kịp thời giải quyết nhiều bức xúc trong các dân tộc, cộng đồng các tôn giáo và nhân dân, ổn định an ninh trật tự tại địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Trong đó, những giải pháp trọng tâm đó là tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, phát triển mạnh các thiết chế xã hội, đi đôi với công tác đấu tranh phòng ngừa. Văn kiện Đại hội 13 tiếp tục khẳng định các nguyên tắc trong quan hệ dân tộc ở Việt Nam, đó là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Cái 27 triệu tín đồ đấy thì cũng chính là những quần chúng của người dân Việt Nam, là nhân dân Việt Nam mà không bao giờ tách rời ra được khỏi cộng đồng của nước Việt Nam cả. Và tất cả các cuộc cách mạng của dân tộc Việt Nam, những sự đổi mới đất nước thì trong đấy có sự đóng góp của nguồn lực đó. Bất kể vấn đề là dân tộc nào, bất kể là tôn giáo nào, nhưng đã là người dân Việt Nam, đã là công dân Việt Nam, đều có nghĩa vụ, đều có trách nhiệm, đều có bổn phận đóng góp sự nghiệp chung của đất nước. Do vấn đề dân tộc và tôn giáo là hai lĩnh vực nhạy cảm, luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, liên quan tới các yếu tố chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội, văn hóa của các tộc người cũng như của quốc gia, nên trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách phát triển kinh tế xã hội, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, luôn chú ý đến mối quan hệ cũng như sự tác động hữu cơ của hai vấn đề và các lĩnh vực này. Trong đó, Đảng ta khẳng định tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước. Đối với đạo Công giáo, Tin Lành là 10 điều răn, đối với lại Phật giáo là ngũ giới cấm, đối với lại các tôn giáo khác thì đều là có cái đường hướng hành đạo rất là tích cực. Thì cái đường hướng hành đạo của các tôn giáo, những cái điều răn giới cấm đấy chính là cái giá trị đạo đức mà rất phù hợp với không phải là Việt Nam chúng ta đâu, mà bất cứ một cái giá trị con người và cái giá trị đạo đức của bất cứ một cái xã hội nào đó. Nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật, chủ động giúp đỡ, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tâm linh của quần chúng, đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lực lượng công an sẽ đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tôn giáo nhằm tiến hành các hoạt động chống đảng, nhà nước Việt Nam, gây tổn hại đến quyền, rồi lợi ích hợp pháp của nhân dân. Những chuyển biến tích cực về dân tộc và tôn giáo trong thời gian vừa qua đã khẳng định quan điểm của Đảng về dân tộc, tôn giáo là đúng đắn, hoàn toàn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo là góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Thưa quý vị, tính đến 17 giờ ngày hôm nay, bão số 1 có tên quốc tế là bão Talim đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió giảm còn 49 km một giờ, giật cấp 6. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết những giờ tới áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây với tốc độ 20 km một giờ và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Việt Bắc của Việt Nam. Sức gió giảm dưới cấp 6. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng những giờ tới có gió giật cấp 6, cấp 7. Bắc Vịnh Bắc Bộ, sóng cao 2-3 mét. Từ chiều tối nay đến ngày mai, vùng Đông Bắc, Việt Bắc mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Tây Bắc từ 50-150mm. Hà Nội cũng như đồng bằng Bắc Bộ 30-60mm. Như vậy, sau 14 tiếng kể từ khi vượt qua bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, bão Talim đã giảm 5 cấp. Do nằm cách xa tâm bão khoảng 60-80km, một số khu vực ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn ghi nhận gió giật cấp 6, cấp 7, mưa nhỏ. Trừ Yên Lập, Quảng Ninh, mưa 45mm, Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, 42mm. Sau cơn bão Talim là khả năng có 2-3 cơn bão hình thành từ giải hội tụ ở Tây Bắc Thái Bình Dương, trong đó một cơn bão vào Biển Đông vào ngày 4 đến ngày 6 tới. Thưa quý vị, như vậy là bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và gây ra mưa rải rác trên diện rộng ở một số tỉnh phía Bắc từ trưa ngày hôm nay. Mưa lũ cũng đã khiến cho hơn 100 ngôi nhà bị sập đổ và tốc mái. Hiện các địa phương cũng đặc biệt quan tâm tới các biện pháp ứng phó với hoàn lưu của bão khi dự báo tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, từ nay đến ngày 20 tháng 8, toàn tỉnh có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi lên tới 300-400mm.
tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục theo dõi hoàn lưu bão, cảnh báo người dân không lơ là chủ quan, có biện pháp phòng tránh, nhất là khu vực miền núi, các khu vực gần khai trường, bãi thải, ngành than, những vị trí xung yếu trên các tuyến giao thông có nguy cơ sạt lở cao. Trên địa bàn thành phố Hải Phòng, diện tích lúa mùa khoảng 15.000 ha, trong đó diện tích có khả năng ngập úng sau bão là hơn 1.500 ha. Diện tích rau màu có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn là trên 300 ha, chiếm 5,5 diện tích rau màu vụ hè đã thu trồng. Để phòng mưa lớn do hoàn lưu bão, lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Tại tỉnh Lạng Sơn, đến trưa ngày hôm nay đã có mưa rải rác trên diện rộng và dự báo sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương đã đi kiểm tra công tác vận hành hồ Bản Lài, hồ chứa nước có dung tích lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và một số xã có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở chia cắt như Đông Quan, Na Dương, Tú Đoạn. Sẵn sàng các phương án ứng phó với hoàn lưu của bão, đồng thời kiên quyết di rời sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, vào lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm nay thì lốc xoáy đã làm sập nhà chờ tại bến cảng tàu cao tốc tổ 5 ấp Củ Tròn, xã An Sơn, khiến một du khách tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương. Nắm được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị địa phương có liên quan, khẩn trương tạo điều kiện, bố trí phương tiện vận chuyển cấp cứu đối với các nạn nhân. Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm thông tin để kịp thời chủ động, chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị y tế kịp thời cứu chữa, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho người bị nạn và đưa người bị nạn về quê. Mưa lớn kèm theo dông lốc cũng đã làm 2.000 ha lúa giai đoạn mạ bị ngập và 350 ha lúa giai đoạn thu hoạch bị gãy đổ trên địa bàn huyện Châu Thành, ước tổng giá trị thiệt hại về vật chất khoảng 2,24 tỷ đồng. Khi đang đổ dốc đèo Khánh Lê qua huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa thì xe chở đoàn khách Trung Quốc bất ngờ gặp sự cố, lật nhào khiến cho 4 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm nay. Xe khách biển số Hà Nội chạy trên quốc lộ 27C theo hướng Đà Lạt về thành phố Nha Trang khi đổ dốc đèo Khánh Lê qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh thì bất ngờ đâm vào ta luy bên đường rồi lật nhào. Vụ tai nạn làm 4 người chết và nhiều người bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Khánh Vĩnh cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ các đội cảnh sát giao thông, đội điều tra tổng hợp Công an huyện Khánh Vĩnh, Công an xã Sơn Thái khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và điều trị. Đến cuối giờ chiều ngày hôm nay, vụ tai nạn đã được báo cáo đến Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa để thông tin cho lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên, Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Phó Thủ tướng cũng phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp tới hiện trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên.